mở rộng không gian phát triển cho thành phố Bắc Ninh. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đã, đang và sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh không chỉ đóng vai trò giúp hoàn thiện, tăng cường khả năng kết nối giao thông mà còn tạo ra cơ hội mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội mới. Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy đảng, Chính quyền thành phố Bắc Ninh tích cực phối hợp với ngành giao thông vận tải và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để sớm đưa dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô tuyến nối từ địa phận phường Nam Sơn đến nút giao phía tây nam thành phố Bắc Ninh sớm được triển khai thi công. Bởi, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường đều nhận thức được trong phương án dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô, ngoài vai trò kết nối giao thông, dự án cũng sẽ giúp mở rộng không gian phát triển các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, dịch vụ logistics dọc hai bên tuyến đường, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó có thành phố Bắc Ninh. Theo thiết kế, đoạn tuyến vành đai 4, Vùng thủ đô qua địa phận thành phố Bắc Ninh dài 9,7 km qua các phường Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Khắc Nghiệm, Võ Cường. Hiện tại, cùng với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất phải thu hồi cho dự án, cơ quan chức năng thành phố cũng đang khẩn trương triển khai quy hoạch phát triển mở rộng không gian hai bên tuyến đường để tăng khả năng liên kết giao thương hàng hóa của thành phố Bắc Ninh với các địa phương lân cận. Cùng với việc phối hợp triển khai dự án đường vành đai 4 trong năm 2023, thành phố Bắc Ninh dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án giao thông trọng điểm để mở rộng không gian đô thị, đưa các dự án giao thông, đường Kinh Dương Vương kéo dài, cầu Chui Ina, cầu Chui xóm 5 phường Đại Phúc trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm chính trị. Cùng với đó, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thành phố cũng dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất của hơn 290 dự án và 32 hộ gia đình cá nhân. Không chỉ các dự án hạ tầng giao thông do tỉnh triển khai, Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông do thành phố Bắc Ninh đang triển khai thực hiện cũng được kỳ vọng sẽ mở ra những không gian phát triển mới gắn liền với các dự án này. Đây chính là động lực phát triển rất quan trọng thời gian tới của tỉnh, đặc biệt là với các khu vực vùng ven để thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị có tốc độ phát triển cao, đúng với tiêu chí đô thị loại 1. Thời gian qua, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho giai đoạn đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2051 một cách bài bản, đồng bộ theo hướng bền vững và đô thị thông minh. Giao bản sắc văn hóa mục tiêu đồng bộ với quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo mô hình cấu trúc chung đô thị đa trung tâm gắn với vùng thủ đô Hà Nội, trong đó chú trọng tận dụng tiềm năng, lợi thế để mở ra các không gian phát triển mới, đặc biệt là việc phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp gắn với các dự án hạ tầng giao thông. Trên thực tế, khi một tuyến đường mới được xây dựng, gần như ngay lập tức các khu dân cư, các đô thị sẽ phát triển dọc các tuyến đường này. Tuy nhiên, để việc phát triển đạt được mục tiêu đồng bộ, bền vững, công tác quy hoạch cần được thực hiện sớm và sát với thực tế vì thế bên cạnh việc yêu cầu phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các dự án nhằm đảm bảo tiến độ chung cơ quan chức năng thành phố bắc ninh tập trung quản lý tốt quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn đồng thời khẩn trương nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển không gian kinh tế xã hội mới gắn với các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đối với các dự án hạ tầng giao thông do thành phố Bắc Ninh triển khai thực hiện trong thời gian tới, hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao cho các cơ quan chức năng xây dựng đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận một số dự án đường giao thông để tạo vốn đầu tư phát triển. Việc triển khai quy hoạch, khai thác các khu đất lợi thế dọc các dự án giao thông không chỉ giúp quản lý, khai thác tốt quỹ đất để tạo vốn tái đầu tư mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đồng bộ và bền vững các không gian phát triển mới sẽ được mở ra khi các dự án này hoàn thành xây dựng. Theo yến ngọc từ nguồn báo bắc ninh com vn